4 ngôi sao tiềm năng của Man United ở mùa giải 2024-2025. Các cầu thủ trẻ luôn là một phần không thể thiếu trong đội hình của Man United, bất kể họ trưởng thành từ lò đào tạo hay được ký hợp đồng sớm để phát triển. Những tài năng trẻ hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng trong mùa giải mới, và đây là 4 ngôi sao tiềm năng đáng chú ý của Quỷ Đỏ. 1. Amad Diallo. Hầu hết người hâm mộ đều biết đến Amad Diallo sau khi anh chuyển đến Old Trafford từ Atalanta với mức phí chuyển nhượng lên tới 37 triệu bảng hơn 3 năm trước. Chiến thắng trước Liverpool ở FA Cup mùa trước đã trở thành kỷ niệm khó quên, nhưng cầu thủ người bờ biển Nga mới 22 tuổi vẫn chưa thực sự khẳng định được mình. Giờ có thể là cơ hội của anh. Amad tiếp tục được huấn luyện viên Ten Hag tin tưởng trong giai đoạn tiền mùa giải, và thậm chí đá chính thay thế Anthony và Jadon Sancho trong trận tranh siêu cúp Anh. Anh thi đấu khá ấn tượng, tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu chút may mắn trong những pha dứt điểm cuối cùng. 2. Harry Amas. Nhiều người ngạc nhiên khi hậu vệ trái 17 tuổi Harry Amas không có mặt trong đội hình của huấn luyện viên Ten Hag tham dự trận tranh Community Shield. Cầu thủ trẻ này thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị vào cuối mùa giải trước và cũng tham gia tiền mùa giải. Huấn luyện viên Ten Hag được cho là ưu tiên trao cơ hội cho các cầu thủ kỳ cựu trước khi giải đấu ngoại hạng Anh khởi tranh, nhưng điều đó không có nghĩa là Amas không phải là một phần quan trọng trong kế hoạch tương lai. Anh sẽ mang số áo 41 thay vì số 70 như mùa trước và có thể tận dụng cơ hội nếu Luke Shaw hoặc Tyrell Malacia gặp chấn thương. 3. Ethan Quigley. Tiền đạo trẻ Ethan Quigley tạo nên tiếng vang vào cuối mùa giải trước khi trở thành cầu thủ thứ 250 của lò đào tạo ra mắt đội một câu lạc bộ. Anh tiếp tục đà phát triển với kinh nghiệm tham gia tiền mùa giải cùng đội một và nhận được số áo mới là 36. Quigley còn thi đấu ở giải U18 ngoại hạng Anh vào đầu mùa giải trước, thế mới thấy sự thăng tiến của anh là khá nhanh chóng. Man United vẫn thiếu lựa chọn ở vị trí tiền đạo khi Højlund dính chấn thương. Đây có thể là cơ hội để Quigley thể hiện mình. Anh cũng sở hữu thể hình tương tự như Højlund và tân binh rất gì. 4. Toby Collier. Từ cầu thủ thứ 250 của lò đào tạo ra mắt đội 1 đến cầu thủ thứ 251, Toby Collier đã có trận ra mắt trong trận tranh siêu cúp Anh, thi đấu 30 phút cuối cùng thay thế Kobbie Mainoo, là nguồn cảm hứng lớn cho các tài năng trẻ. Cầu thủ 20 tuổi này đã được chọn tham gia chuyến du đấu tiền mùa giải tại Mỹ và có được những phút thi đấu quý giá. Cùng với Amas và Quigley, anh được bổ sung vào danh sách đội 1 trên trang web chính thức của câu lạc bộ, cho thấy vai trò của anh trong đội hình.